กวนนอนเขากินเขาได้ใหญ่ไม่เอาบ่อันนี้ซื้อที่กันเลยเมื่อยน้ำเจือกเมื่อยหายเมื่อยน้ำเจือกล่ะล่ะแต่เบื่อได้ล่ะเบื่อก็ตกตกฮะได้เงินเบียตกได้เงินเบียดับเงินให้ลำอ้างในยุคเจาะแน่ไม่ไหลยาพี่จิ๋มคนนี้ล่ะคงไกลหลงเหลือในล่ะเราในเหล็กกรุงดีไซกอนกรุงดีวายแย่มาดีไซกอนเหลือในเลยไม่เงาเรือนเลยก็ดีตั้งแนวDà Nẵng, Gia Lai. Dạ. Về má học ở Gia Lai. Đà Nẵng, Gia Lai. Ừ. À, thấy Việt Nam đẹp không? Đẹp. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Atapu, một cái tỉnh ở miền Nam của nước Lào. Bùi Hồ đang đứng gọi là cây cầu Xê Công. Cây cầu này bắc ngang một cái dòng sông. Dòng sông Mekong đổ từ thượng nguồn Trung Quốc qua Lào, qua Campuchia và về Việt Nam. Này, đó chính là về cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum của Việt Nam. Và phía bên đây là tỉnh Atapu. Muốn đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về nếp sinh hoạt văn hóa của người Lào tại một cái khu chợ. Tại một cái khu chợ ở quê hư, ở quê là như thế nào nha cô bác quý anh chị. Tại đấy đây là một cái hình ảnh, một cái khu chợ đang nhóm họp vào buổi sáng tại tỉnh Atapu của Lào. Và bây giờ không nói nhiều nữa, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Phía trước là một cái em bé người Lào, thân hình nhỏ nhắn đó cô bác quý anh chị, đang quải một cái chiếc gùi ở ngoài sau. Thì không biết là vào sáng ngày hôm nay thì em quải chiếc gùi để mà em đi bán hàng hay là em đi làm gì đó. Tại vì đường này là đoạn đường đi xuống chợ. Đây là cái này được gọi là một cái con đường, cái bảng của một cái con đường ở cô bác quý anh chị. Nhầm hiểu đây là 02, chắc có lẽ là đường số 2. Và trong này là cái tuyến đường đi vô này cô bác quý anh chị. Và không nói nhiều nữa thì bây giờ Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ đi vô chợ người Việt tại Lào ha. Cinnamon của Mỹ nè mọi người. Mỗi lần thì mình uống một viên ha chị. Một lần một viên thôi. Chị là người Lào hay người Việt? Người Lào. Người Lào nhưng mà chị nói tiếng Việt rất là hay luôn mọi người. Và thậm chí là ở cái tiệm của chị là có để nhà thuốc Tây tiếng Lào với lại tiếng Việt. Ở dưới cùng là tiếng Trung. Tại vì ở đây cộng đồng người Việt rất là nhiều đúng không chị? Dạ, như là có những cái thì mùa mưa này là không có. Mùa mưa này là ít. Chỉ có người Việt họ ở bên đây lâu rồi là họ vẫn ở đây. Dạ. Mấy ngày đi chơi thì ít. Dạ, đi chơi thì ít, đi làm thì nhiều lắm. Đi làm nhiều. Thì đây là thuốc của Tylenol là lúc mà COVID mà cái này là em biết mà một vỉ này là 25.000. Dạ. Thì đằng sau lưng này là chợ người Việt hả chị? Sau lưng này là toàn là người Việt bán. À. Cũng có. Chợ này tên gì ha? Chợ Sáng. Chợ Sáng. Dạ. Thì em sẽ đi chợ này để quay cho mọi người biết. Chơi chút. Đi. Dạ. Chơi lòng vòng. Dạ. Dạ. Người Lào cô bác mình chị thấy rất là thân thiện luôn á. Gặp thậm chí là cười nói vui vẻ luôn á. Dạ. Nói vừa. Dạ. Rồi, ông nội của chị đó, ông nội của chị là người Tam Kỳ, người Đà Nẵng. Người Đà Nẵng. Tam Kỳ là Quảng Nam chứ? Quảng Nam. Vậy là chị coi như là Việt Kiều luôn rồi. Ông nội của chị là lạc sang bên Lào là từ chiến tranh Pháp rồi mà. Dạ. Từ ông 12 tuổi. Dạ, chị thấy người Việt như thế nào? Người Việt sống ở đây, chị thấy cộng đồng người Việt như thế nào? Người Việt hả? Hồi đó, mấy 10 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước là tệ lắm. Bữa nay là được á, tốt. Tốt hả? Người Việt tốt. Bữa nay người Việt làm ăn này, giúp đỡ nè, với lại cái gì? Coi như là không gây lộn. À. Hôm nay là không thấy gây lộn nữa rồi. Không thấy đánh nhau, không thấy uống rượu say là đánh nhau này kia không có. Dạ. Tại người Lào không có gì đó. À. Người Lào em cũng 20 năm 30 năm là chưa thấy mà ai đánh đập vợ hay là uống rượu say là gây lộn nhau là không có. Ồ. Ở chợ gây lộn nhau là không có. Người Lào không có. Người Lào ở chợ không gây lộn nhau. Có uống rượu nhiều không chị? Có.
nhiều lắm. Nhưng mà uống rượu rồi xong rồi có quậy không? Không. Không quậy. Không quậy. Người Lào là hay kiểu đó. Chỉ có thí dụ mà quậy thì về nhà quậy, quậy gia đình rồi ở nhà thì có. Dạ. Bây giờ cũng ít lắm, không có em. Dạ. À, chị vì sao mà chị lại nói được tiếng Việt hay như vậy? Trong khi đó khách du lịch đến Việt Nam, khách du lịch Việt Nam đến đây rất là ít. Có thì cũng đi Việt Nam hoài á. Ừ. Việt Nam hoài, đi Sài Gòn, đi Hà Nội, đi đi tùm lum hết. Chị đi để làm gì? Du lịch hả? Du lịch hả? Chơi thôi. Có khi đi lúc đi Hà Nội là nói đi 2-3 ngày thôi. Là thấy chưa ấy là chưa đã. Chưa đã, đi tới một tuần 10 ngày luôn. À, chị thấy Hà Nội đẹp không? Đẹp. Hà Nội với lại Sài Gòn là sống khác nhau. Khác chỗ nào chị? Khác chỗ Hà Nội nhá. Hà Nội là mình đi là mình không đi lâu nhá. Sài Gòn là hay ồn ào, hay náo nhiệt. Coi như là dạng tay hơn á. Tay hơn. Sài Gòn á, Hà Nội là họ coi như là giống mà im lặng á. Chậm rãi hơn. Đó. Còn Sài Gòn thì họ sống nhộn nhịp, sống nhanh hơn. Nhưng mà chị thích sống ở Sài Gòn hay là sống ở Hà Nội? Nó cũng tùy à. Tùy mình là người nước ngoài, nói vậy đi. Là thí dụ mà mình đi Sài Gòn á, mình đi shopping á. Shopping thì nó thoải mái. Dạ. Thấy không? Nó thoải mái, nó đông người, mình thấy Sài Gòn cũng bữa nay cũng được rồi, bữa nay cũng sạch sẽ, bữa nay cũng giống như ngày xưa. Mười năm trước, 20 mấy năm trước chị cũng đi Sài Gòn. Bữa nay là lâu nay là chị cũng đi Sài Gòn, cũng đi hoài. Dễ mà đi Sài Gòn bữa nay là đi xe cũng được, có khi ở nhà. Chị là người am hiểu về Việt Nam rất là nhiều luôn mọi người. Nếu như mà nghe chị chia sẻ người Lào và chia sẻ về cuộc sống của người Việt Nam thì chị chắc có lẽ là chia sẻ về cả buổi luôn á. Bữa nay Việt Nam thì hồi đó thì mình đi Việt Nam mình sợ dược phải không? Dạ, dạ. Sợ dược đồ này kia. Dạ. Tính tiền em thầy đi. 15 kíp. À, 15 kíp em sẽ đưa tiền chẳng cho chị thối nha. Rồi. À, em sẽ đưa chị 100 kíp tại vì em không có tiền lẻ. Rồi, được. Chị cho em đổi thêm tờ 100 nữa được không? Được. Cái này là đổi. À, 100.000 kíp á mọi người, tại vì Quỳ Hồ sáng nay thì không có chuẩn bị nhiều nên là nở ra làm. Không có chuẩn bị nhiều tiền lẻ nên thành nở ra là để cho chị cái thối, để cho mình có tiền lẻ. Thối tiền cho em 85.000. Ở đây là 5.000. 70.000. 80.000, 85.000 kiếp. 85.000 kiếp rồi mọi người. Tiền thì cũng rất là đẹp, rất là nhiều màu. Ông này là ông gì chị? Cây son phong gì hàn. Ông vua, ông thủ tướng à? Thủ tướng chết rồi. À, thủ tướng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, rất là dễ thương luôn. Sáng này chị cho mình đổi tiền luôn á mọi người. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Chị tên là gì? Dạ. Dạ. Chị tên Nhung. Chị Nhung hả? Có. Tên Việt còn tên Lào, tên Lào á. Ủa? Tên gì chị? Tên Nhung. Tên tiếng Lào. Lào, Nhung Ma La. Nhung Ma La. Nhỏ cháu. Rồi, bán thuốc rồi chị. Rồi. 2.000 nè. Đâu? Đây, 2.000 đây. Cái này là 50.000. Nhưng cái này coi số trên này. Cái này là 20.000. Đây, 20.000 đây. 20.000. Đâu? 20.000. Đây, thối mình là 2.000. Nè, cô bác anh chị thấy là ở cái đường tuyến đường tỉnh lộ của Lào á thì rất là rộng như thế này, nhưng mà lọt vào tuyến đường những cái thôn bản xóm
những cái làng á thì chiếc xe nó lại như thế này, đường gọi là đường đường đất đỏ. Dạ. Ủa chị, ở trong đó là đường đất gì không đó hả chị? Đường ở trong làng là đường đất gì đó hả? Đi xe phải dính bùn vậy đó hả? Chào em. Kinh con là giống tiếng tiếng Lào. Kinh con là kinh khẩu, là ăn uống xong rồi mới ăn rồi mới uống, đúng không chị? Kinh con kinh khẩu là coi như là uống thuốc trước nửa tiếng là mới ấy đau bơ tử. À, có sao biết tiếng Lào vậy? Em biết khơ sơ sơ kinh là ăn á, đúng không? Khẩu là ăn cơm á. À, thôi em chào chị ha. Đây là một cái trong cái khu chợ này cô bác quý anh chị. Thì phía trước mặt của cô bác quý anh chị thấy là một cái nhà lồng chợ. Mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị thấy ha. Lào là một đất nước giáp với Việt Nam, nhưng mà rất là ít khách du lịch ở Việt Nam đi sang Lào chơi, chọn những cái nước phát triển hơn. Thì Lào thì là một cái nước chỉ là đang phát triển, cô bác quý anh chị, mọi thứ di chuyển, phương tiện di chuyển đều cũng rất là khó khăn. Nước Lào hay người ta gọi với một cái tên là đất nước triệu voi hay là nước vạn tường. Là một nước anh em với nước Việt Nam. Nên cái văn hóa của Lào nó cũng giống với lại cái văn hóa của Việt Nam này cô bác anh chị. Đây là một cái nhà lồng chợ. Bây giờ mình sẽ đi hướng đằng sau này. Đây đa số là người Việt Nam sang đây để buôn bán thôi. Và đây các quầy bán những cái dụng cụ đánh bắt hay hải sản á, những cái dụng cụ đánh bắt trên sông như là lưới chài nè mọi người. À, ở đây thì con nước đất nước Lào từ Bắc chí Nam chảy bởi cái con sông Mekong. Mình sẽ quay những cái gì mà đặc sắc nhất về cái bản sắc của Lào cho cô bác quý anh chị xem. Đất nước Lào thì cái những cái thổ cẩm như thế này nè, đó là một cái gọi giống như là một cái đặc sản nha. Các thiếu nữ thường hay quấn quần xà gông với cô bác anh chị. Là cái khu ẩm thực này. Cái khu ẩm thực thì nó thể hiện được cái nét văn hóa của một cái quốc gia đó luôn. Đó, nó sẽ những có những món gì thì vừa hồi sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Tại vì những cái khu mà bán đồ trang sức, đồ quần áo á, trang phục á thì nó cũng giống nhau hết nè. Chào ba luôn. Đây là sen. Sen này thì nó sẽ nhỏ hơn sen của Việt Nam. Cô mời mình mua mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy một ít tiền lẻ mình mua để trưa nay mình ăn. Một. Đây là một cái bà cụ người Lào. Dạ. Mười ngàn. Một sâu như thế này là 10 ngàn. Đây. Đây. À. Thấy chưa? No. Rồi. Dạ. Một bà cụ người Lào. Bán gương sen. Dạ. Bye bye. Ở đây là hình như là độc chạy hay là gì ạ? Sao không hà phanh bỏ? Ồ, cái này nhìn dễ thương ghê á. Này giống như một cái người. Hả? Bà phanh là 5 ngàn đó. Sao? Bà
Phà Phan. Phà Phan. Phà Phan. 50.000. 5.000. Cái này là hình như là đang thủ công mọi người. Nào. 5.000, 5.000, rất là rẻ ha. 5.000 thì nó khoảng 10.000 tiền Việt thôi. Thank you. Ở Lào quá thì xe đông đúc như thế này nhưng mà người ta hạn chế bóp còi, và người ta cho rằng là cái cây còi là một cái dụng cụ không cần thiết trên một cái chiếc xe, nên những cái khúc nào mà cần thiết lắm thì người ta mới bóp còi thôi. Và để thể hiện được điều đó thì Quỳ Hồ qua một cái thị trấn lớn sẽ quay cho cô bác quý chị xem. Đây là bánh giống như Việt Nam vậy, bánh chiên. Đây vàng bán ở ngoài đường luôn. Cô này đeo vàng nhóc luôn nè. Việt Nam. Xin chào. Lào Việt Nam. Lào. Lào. Dạ. Yeah. Rất là thân thiện. Dạ. Người Việt người đen nọ. Đen quá. Ừ. À. Đen, đen. Việt đen. Việt đen. Ngon. Ăn khô. Mì. Kim khẩu mời mình ăn á. Ở đây là bánh tầm hay á, kiểu giống như bánh đúc. Việt Nam, em Việt Nam hay gì? Em là người Việt luôn hả? Em tên gì? Hả? Thôi. Cái gì? Thôi. Em qua đây lâu chưa? Mới qua, qua chơi. Qua chơi hả? Đi với ai? Đi với chú. Đi với chú qua chơi. Ôi ơi. Dữ ha. Đi mình hả con? Đi với ba. Nghỉ hè qua đây chơi đúng không? Học ở Việt Nam, học ở trường nào? Hả? Thuộc con thuộc quyện nào? Tỉnh nào? Gia Lai. Tỉnh Gia Lai hả? À, con là dân tộc nào? Kinh. Kinh luôn hả? À. Thôi, giờ đi qua đây tiếp thôi. Ở đây thì cái văn hóa nó sẽ tương đồng với văn hóa của miền Trung, từ Quảng Nam, Đà Nẵng rồi đó mọi người. Ở đây có bán chả dồi trường nè, nó nem chua nè. Rồi ở đây là gì ta? Đây là gì ta? Ôi không biết luôn. Khắp khuôn. Men, khắp Lào. Lào. Si Phan. Si Phan. Si Phan là 5.000, 5.000 kiếp. Để Si Phan. 10.000, 10.000, 10.000. Cô qua đây biết nè. Đây là thịt nướng. Chào cô. À, cô rất vui vẻ ha, thịt nướng. Cái này là gì ta? Những cái đọt này đọt kia luộc á. Ôi trời, sáng rồi cô bác quý chị thấy không? Nhìn rất là đã luôn. Họ bán ăn uống, họ tập trung vào một cái nhà lồng chợ như thế này hết à. Kiểu kiểu giống như trước đây thì Bùi Hồ có đi Tây Bắc á, thì đa số chủ yếu đồ ở đây là các thịt nướng. Và tại vì Đà Lào là giống như cái khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực vùng núi phía Bắc của Việt Nam vậy á. Đa số là thịt nướng. Và đây là cái con ớt á mọi người. Con ớt người ta sẽ mần ra, ớt hay là con cóc người ta mần ra, người ta chừa cái bụng người ta nướng. À, còn đây là mầm. Ăn
không quen thì ăn không được. Mình lạ nhất là món này nè. Dạ. À, đây thịt kho hột vịt. Hello. Xin chào. Em có đi cá nướng. À, quay cái đường này không là cô bác quý anh chị thấy là cũng đã rồi. Ồ, cái này là kiểu là giống như là ở Việt Nam là có cái giống như là một cái lạp xưởng đó. À, còn đây là trâu bò khô vậy chị. Chào chị. À, họ buôn bán đồ ăn rất là đa dạng luôn. So với khu Campuchia thì đồ ăn ở đây họ bán đa dạng hơn và phong phú hơn. Và thậm chí những cái món đồ ăn như thế này nè, thật ra thì nhìn không có muốn ăn, cô bác quý anh chị nhìn bao tử yếu họ đừng. Hello, xin chào. Người Lào dễ thương mà lại đẹp gái. Lào của mình đi ạ. Lào à, thấy đẹp gái cô bác quý anh chị. Bi khai là như ta không biết luôn. Ôi ôi, nhìn đẹp vô những cái thanh tre nhìn dễ thương ha. Dạ. Cơm. Nếp. Ăn với nếp với mọi người. Để vô cái này nhìn dễ thương ghê á. À. À. Không lẽ đi xíu nữa ăn miếng cho mọi người xem luôn. Còn đây là giống như là măng á. À, qua bên đây. Bên đây là giải bên đây là bán cái đồ nướng, đồ ăn liền. Bên đây là bán thịt heo. Ôi, chị này nấu cái gì nè? Nấu cơm. Cái khẩu cơm nó khẩu. Kinh khẩu. Kinh khẩu. À. Đây. Không. Rồi. Mình nói kinh khẩu là ăn cơm á, cái này là nếp. Đa số là ở Lào thì người ta sẽ quen ăn nếp hơn là ăn gạo như mọi người. À. Và người ta nấu bằng cái hơi nước như thế này nè, bốc lên. Nhìn rất là hay. Nếp đó sẽ ăn với lại thịt nướng này. À. Sư bà. À hay nè. Nó là hồng. Wow. Ồ, ở đây là có gì cũng là lạ nha mọi người, giống như thịt băm bỏ vô á. Chụp. Việt Nam hả? Việt Nam. Ở nhà đi qua đây. Nè mọi người thấy nè. Ồ, khứ cá tra. Cái khu vực sông Mekong chảy qua đó thì những loài cá lớn rất là nhiều như là cá tra dầu nè. Nên thành thử là cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp những hình ảnh cái con cá tra được nướng lên. Và có lẽ như là Bùi Hồ nghĩ rằng ở đây người ta lại thích ăn là món nướng với lại món xào hơn là những cái món canh hoặc là luộc đó mọi người.
đây thì cái khu vực này thì bán những cái món này thì đa số là người Lào nhiều. Còn người Việt thì qua bên đây là họ bán những cái món đồ thô như là cửa hàng điện sắt hay là quần áo vậy thôi. Còn đồ ăn ẩm thực thì phải nói là của người Lào. Đâu không? Này giống như là mắm. Mắm. À, mắm cá. Mắm cá. Mắm cá, cá. Cá sông. Cá sông. Ừ. Dạ. Cá sông mê cung, cá sông xe con. À, cô này nói chuyện tiếng Việt được không? Dạ. Nó nói gì không cô? Dạ. 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 Cô năm nay nhiêu rồi? Bao nhiêu tuổi hả? À, 6.15. 6.15. À, cô bán đây lâu chưa? Gần 20 năm rồi. Gần 20 năm. Vừa học vừa làm nữa. Vừa làm, vừa bán, vừa đi làm việc. Cô làm gì? Gì làm ư, gì ư. Đi vaccine nè. Vaccine. À, đi y tế. Y tế, à. Làm một ư. À, cô có rất là nhiều tiền lẻ luôn vậy. Mới bán buổi sáng này. Cái này là bao nhiêu tiền một cái cô? 20.000 kiếp. 20.000 kiếp. À. 10.000 10.000 kiếp. 10.000 kiếp. 5.000. Còn kia? Kiếp 10.000. Dạ. 10.000 kiếp. Chúc cô sức khỏe. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cô có thường đi về Việt Nam không? À, chắc mùa hè. Cô có đi về Việt Nam lần nào chưa? Ôi, lên mấy nhiều lần rồi. Cô đi tỉnh nào? Từ Đà Nẵng, Gia Lai. Dạ. Về Má học ở Gia Lai. Đà Nẵng, Gia Lai. Ừ. À, thấy Việt Nam đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Thích đi. Thì nào đi nữa? Thích đi tắm biển. Tắm biển? Tại vì Lào không có biển. Không có biển. Chỉ có sông Mekong thôi. Chỉ có sông Mekong thôi. Lào thì không có biển. Dạ. Không có biển. Dạ. Thích tắm biển? Tắm biển. Thích Việt Nam hay tắm biển? Dạ. Nếu không được tắm biển thì không phải đi Việt Nam rồi. Qua Việt Nam chủ yếu là để tắm biển. Dạ. Thích ăn ăn. Thích ăn món gì ở Việt Nam nhất cô? Hả? Thích ăn món gì Việt Nam? À, cái nào cũng ăn được. Ăn bún. Ăn bún. Việt Nam thích lắm. Bún Việt Nam thích lắm. À. Mà ở Việt Nam ăn bún Việt Nam thường. À, hải sản thì thích ăn gì? Được cá sông mà thích ăn gì nhất? À, cá sông hả? Ở cá biển á. Cá biển ăn. Cá thu chứ. Cá thu. Cá thu có cái gì nó cứ to, nó cứ có xương hả? Ống xương. Ừ, cái to trong này nó có cung. Cung mực. Ừ, có mực cũng có thịt. Vâng. Còn cua biển. Ơi, chúc cô sức khỏe. Cảm ơn nha. Dạ. À, cô là một người Lào cũng tỏ ra khá là thân thiện với mình luôn mọi người. Và cái công việc của cô làm đó là cô làm cái công việc y tế. Cô có nói không gành thì cô nói là cô tiêm vaccine. Nhưng mà cô cái việc bán mắm thì cô chỉ là bán thêm thôi, phụ ở cái chợ này thôi. Cô bác quý chị có thể thấy đây là hình ảnh những con gà người ta sẽ được móc từ ở dưới bụng ra. Người ta hai cái chân người ta sẽ nhét vô như thế này. Và cô này hình như là bán một cái món gì nấu ăn sẵn, chiên sẵn hay như thế nào nè. À, đây là đùi gà chiên. Chào cô. Hello. Cô. Rất là nhiều con gà luôn. Bán gà ngỗ. Ở cái quốc gia nào cũng vậy, cũng có người giàu và người nghèo. Nhưng mà về mặt bằng chung thì nước Lào về thu nhập của người dân Lào thì cũng còn khá là thấp mọi người. Đây là cái khu vực bán rau. À. Ở đây thì có ốc nè, ốc suối á. Ốc này là ốc suối nè. À. Ở người Lào thì người ta có vẻ như là rất là thích đánh kem nè, trang điểm nè. Đây là hộp gì á? Quả này
จ็ดสิบแปดรูปแปดนั่นเป็ดเนี่ยโอ้ก็เป็ดก็เป็ดอะไรอย่างเป็ดเป็ดติ้งนึงก็เป็นยังไงนะนั้มdao người ta sẽ cuộn lên thành những cái cuộn nhỏ nhỏ như thế này nè. Đây là cá gô phi. Ớt thì người ta sẽ cho vào nấm. Ớt này là loại ớt rừng đó mọi người. Ớt giống như là ớt hoang á, khó mọc lắm. Và cái trái ớt này thì rất là ngon. Lần đầu tiên bữa nay vô review chợ Lào cho cô bác quý anh chị thấy. Thấy nó cũng có vị gì đó hay hay đúng không? Ồ, cá tra.